Chào bà con. Ngày hôm nay mình đi tới cái vùng Anadela. Cái vùng này coi như cách đây 6-7 năm mình có mở cái shop ở đây nè. Bây giờ mình có dịp mình ghé qua để thăm lại. Thì khung cảnh cũng vẫn như vậy, nhưng mà nhà cửa thì nó thay đổi một số. Cái vùng này coi như rất là yên tĩnh và du khách cũng có rất là nhiều. Và đây là những chiếc xe đó, người ta để chở cái xuồng, người ta tới đây người ta đi ra ngoài, chạy ngoài đồng biển đi câu cá, để đi vòng vòng khi mà cuối tuần, nhất là vào cái mùa Giáng sinh rất là đông bà con. Ở đây được có cái vùng này nó yên tĩnh, cái sóng biển nó cũng êm nữa, nên là cây rất là nhiều người tới đây để du lịch. Chắc là cái tháng 12 nó có Giáng sinh nha. Đó, bây giờ có một cái xuồng nó bắt đầu đi lên nè, coi như họ đi lên hơi sớm, bây giờ coi như bây giờ mới có khoảng 1 giờ trưa thôi, 1 giờ trưa mà người ta đã lên rồi. Coi như một số người đi thích đi câu cá đó, thì người ta mang cái xuồng này tới, bắt đầu người ta chạy đi vòng vòng đi câu. Thì khi mà đi câu như vậy nó cái biển nó bao la hết trơn trọi, người ta phải dùng một cái GPS để hướng dẫn cho người ta biết chỗ nào, địa điểm nào có cá nhiều, rồi người ta tới người ta câu, rồi cứ chạy qua chạy lại hoài. Coi như nó có cái vùng có cá loại này, vùng có cá loại khác. Và cái xuồng này nó tùy theo, có nhiều cái nó mắc tiền lắm, nhiều cái mấy chục ngàn, có nhiều cái có mười mấy ngàn, là tùy theo cái máy thì cái xuồng lớn nhỏ nữa. Cái vùng Anadela đây, thì cái shop của mình nó nằm cũng gần cái tòa bưu điện này bà con, nhưng mà bây giờ mình bán cho đứa cháu rồi, mình sang lại cho đứa cháu, thì đứa cháu làm ăn đây thì coi như cũng được, coi như bán cá hơn mình nhiều, vì mình mất công thời gian mình xây lên đó, mình xây dựng lên rồi bây giờ bắt đầu mình sang lại cho nó, thì coi như khách nó có quen hết rồi. Này thì mình nghĩ nó khoảng chừng 20 ngàn, cho nên là nó tương đối nó cũng lớn khoảng chừng 20 ngàn. Còn có một cái số họ cũng đi làm chùa cái thuyền buồm đó bà con, bỏ cái buồm đó họ đi, rồi nếu mà ai ở nhà mà không có chỗ đậu quá thì người ta đậu sẵn lên này, nhưng mà phải đóng tiền chỗ ấy bà con, đóng tiền cái chỗ để mà đậu đó. Trong kho, sau đó người ta lấy một cái xuồng nhỏ, người ta chèo vô trong đó để ở trong cái xuồng mà có thể người ta mang về nhà. Rồi sau khi là người ta đi ra thì người ta cứ lấy cái xuồng đó người ta đi ra, là cái xuồng của người ta. Còn hai cái tàu này nếu mà chỗ ai mà muốn đi câu biển nó mà không có cái xuồng á, thì mình có thể đi theo người ta định ra câu, thì cái vé của nó cũng nó có nhiều loại, nếu mà đi xa đó thì mắc hơn, nó khoảng chừng 150, rồi nhỏ hơn đi ngắn giờ hơn á thì nó khoảng 100 trong vòng mấy tiếng, để cho người ta đi câu giải trí. Đây mấy con chim này đang chờ người ta khi mà người ta câu cá về đó.
người ta câu cá về rồi bắt đầu người ta tới cái sinh này nè, để ta ngâm mổ xẻ mấy con mấy con cá người ta câu, mấy con câu để bắt đầu mấy con chim này, những cái ruột này, những cái đầu cá người ta không thích á, thì người ta thì cho chim nó ăn. Rồi ở đây nó cũng kiểm soát cũng rất là gắt gao bà con, rất là gắt gao. Coi như nếu mà chờ mà mình bắt mà quá số lượng không được, mà phải đúng size đàng hoàng, kích thước có bao nhiêu, thì ở đây nó có cái bảng để cho bà con biết, để cho bà con biết coi mình câu có loại cá nào được bao nhiêu con, này được không được bắt quá cái số lượng mà họ quy định. Đó, đây cái bảng đó bà con. Đó, thì coi mình đi theo đúng thủ tục thì không bị sao hết, tại vì có cái tụi mà kiểm soát về ngư nghiệp, nó nhiều khi nó đi ra ngoài biển, rồi nhiều khi nó đi ở trong này, khi mà ta mang cá vô trong này nó kiểm soát được thì cũng rất là kẹt, nó phạt nặng lắm. Còn cái chỗ này nè, chỗ này là cái chỗ mà để mà sửa cái mấy cái thuyền đánh cá bà con, mấy cái tàu đánh cá, khi mà mang về đây sửa thì nó đi nó cạo, rồi mấy con hào con nhít gì bám vô cái tàu, rồi sau đó nó sơn phết lại, nó sửa máy móc này kia để nó bảo trì cho cái tàu đánh cá của người ta được xài lâu bền. Còn cái nhà cũ của mình nha, thì nó bị ở đằng sau cái khu rừng này ha, sau khu rừng này thì từ nhà mà tới shop thì đi bộ khoảng chừng 5 phút à, rất là gần, thì đỡ phải lái xe. Vậy ở đây sống rất là thoải mái, nhưng mà vì mấy đứa con lớn lên rồi thì mình phải chấp nhận mình bỏ để bà sang lại cho cháu để mình trở về Sydney. Đó, mình giới thiệu cho bà con sơ sơ về cái khu mình ở đây. Còn cái chỗ này đây, cái chỗ này nó làm cái đường thoải nè, để khi mà xe mà người ta kéo ra, người ta đánh cá đi câu cá đó, thì người ta sẽ chạy xuống cái đường dưới này, chạy xuống đường dưới này là bắt đầu người ta thả cái xuồng xuống, rồi sau đó cái xuồng sẽ cặp vô cái cầu này, rồi từ cái cầu này đó người ta sẽ đón thân nhân người ta. Rồi cái đường này nó có tên là làm tới hai đường để mà đi xuống bà con. Nhiều khi cái đường bên kia nó chưa được thì người khác họ tới rồi đó, thì là nó làm hai bên để người ta có thể cho xuồng người ta xuống để đeo ra ngoài biển người ta câu. Ở nơi đây người ta làm cái mấy cái trả đá như vậy nè, để khi mà tới một hôm mà sóng biển thủy chiều lên cao nó không bị ảnh hưởng những cái tàu đậu ở trong này. Ở nơi đây câu cá, có một số người đang câu cá con này hay bà con, đó, đang câu cá ở đây, nhưng mà câu cá ở đây mình không thích ha, tại vì ở nơi đây nó cá nó không được lớn như mình câu ở cái hòn đảo ngoài kia. Hòn đảo cách đây khoảng chừng 15 phút lái xe thì cái hòn đảo đó nó rất là đặc biệt. Chỗ hòn đảo ngoài rồi bắt đầu nó chia cái sóng biển ra làm hai bên, nhiều khi mình câu bên trái bên phải ăn thua cái lượng nước á, ăn thua cái lượng nước, bắt đầu mình có thể mình đi câu theo cái lượng nước của nó. Và cá ngoài đó rất là lớn bà con, một con cá nó từ 2 kg trở lên không à, còn cá nhỏ nhỏ thì mình phải bỏ nó xuống. Và rất là ít người câu ở nơi đây, tại vì nó lái xe từ Sydney tới đây mới 3 tiếng đồng hồ, cho nên cái dân cư ở đây người ta cũng không câu bao nhiêu. Và chủ yếu là coi như cái khi mà người ta có được đi nghỉ hè Giáng sinh hay mùa phục sinh, người ta tới đây rất là đông, rồi cái số lượng câu cá cũng rất là nhiều. Cây không có rầm rộ giống như ở Sydney, nhiều người đi câu mà cái địa điểm câu rất là ít.
Ok rồi, mình quay đại khái cho bà con biết về cuộc sống ở nước Úc như thế nào ha. Rồi nếu mà ai thích cái video của mình nha, cho mình cái subscribe để mình tiếp tục mình quay những cuộc hành trình của mình đi. Ok. Rồi khi mà ở đây nó làm chia làm hai đường bà con. Đường đường đi lên và đường đi xuống nè. Cái đường này bên này là đường xuống nè, còn đường đi lên để nó coi nó khỏi bị cản trở lưu thông bà con. Đó, bây giờ bắt đầu một cái xuồng bắt đầu bay chạy chạy về nữa nè. Thì cái nó làm hai bên ha. Bên này coi như hai cái đi lên đi xuống. Rồi cái bên trước mặt mình á là cũng có một chỗ để đi lên nữa. Đi lên đi xuống nữa. Đó cái bên này à, đây nè. Đó cái đá này nếu mà chụp mà ai mà muốn đi sang bên này cũng được. Rồi cũng có chỗ đậu xe đàng hoàng hết trơn trọi. Thì tại vì cái lượng du khách mà tới đây khi mà nó tới đây đông lắm, để coi như người ta phải làm coi như cái chỗ mà thả thả cái xuồng xuống rất là dễ dàng để cho mọi người có thể không bị cản trở nhau. Rồi bây giờ mình coi cái đám này người ta đang đi xuồng người ta đi cho người lên như thế nào cho bà con thấy ha. Thì cái này coi như kiểu mà có hai người đi câu thôi, thì coi như mấy người này thì coi như dân thích đi câu. Ok. Và bây giờ bắt đầu người ta cho người lên nè. À, cho người lên thế nào? À, giờ bắt đầu người ta tắp vô. Nhiều khi người ta thấy mình cầm máy thì người ta cũng ngại mà con. Người ta cũng ngại cái tụi mà kiểm lâm á, nhiều khi người ta cũng không thích. Tại vì bắt đầu người ta tắp vô chỗ này để bắt đầu một người đi lên. Ok. Đó, rồi bây giờ bắt đầu lên nè. Rồi từ đây bắt đầu cái người đi lên nó sẽ lấy cái xe cái xuồng cái xe mà có đồ kéo á thì người ta kéo lên. Hello. Yeah. Đó bây giờ bắt đầu mọi người đi lên, bắt đầu lấy cái xe người ta để nên bắt đầu người ta kéo cái cano của người ta lên vào con. You catch good fish. Good fish. Good fish. How far? How far you going there? Long way. Yeah, yeah. Long way. And I been there three times. First time, wow, I vomit. And yeah. Second time, okay. And you going every week you going fishing? No, we've come back there. We're finished. What going to fishing every week? Tournament. Marlin tournament. Are you going to cut that one? Marlin? Yeah. Yeah. And how much in that one, do you think? How much? Yeah. 20,000 more? 60. Oh, wow, 60,000. Very good aging. Very good there. Yeah. 60,000 for that one. Yep. Oh, wow, too much money. You spend too much. Lots of money. Yeah. That's why we work. Yeah. And how about this one? Maybe cheaper? That one? That one? Yeah. I'd say 15 to 20. Oh, 15, 20. Yeah, smaller. Yeah, it depend. Big or small. And this one good 18. 150. Rồi, thank you. No worries, mate. Oh, vừa rồi cái ông này cho biết á, là cái xuồng này, cái cano này đó, nó 60,000 bà con. Cái dàn máy của nó lớn, cái 150 mã lực á. Nó lớn thì nó thành ra nó mất tiền. Còn cái vừa rồi cái xuồng để nó thả người xuống á, nó ông ấy đoán nó khoảng chừng 15 tới 20,000. Thì coi như vậy là tùy theo cái máy lớn nhỏ bà con. Ok, rồi bây giờ bắt đầu mình đi về nha bà con. Nếu mà ai thích cái video của mình nha, cho mình cái subscribe nha bà con. Để mình tiếp tục mình quay cuộc hành trình của mình đi. Ok, rồi bye bye bà con nha.